Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một chiếc tủ chè độc đáo đặc sắc siêu VIP của Đồ Gỗ Hiền Lành. Chiếc tủ chè này có kích thước là dài 1m9, cao 72 và sâu 52. Toàn bộ được các nghệ nhân của cơ sở đục tay thủ công 100% và đục theo tích Tam Quốc diễn nghĩa của Trung Quốc. Để chúng ta cùng chiêm ngưỡng chiếc lèo Tam Quốc đây. Chiếc lèo này chiều dài là 10 phân, đã được chúng tôi đục nổi kênh bong theo lối 3D, lối cổ truyền. Được các nghệ nhân thủ công đục rất là sắc nét, sắc sảo. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ tủ chè như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Để chúng tôi quay sát máy quay lại cho quý vị xem này. Đây là phần chiếc lèo đang được chúng tôi tháo rời. Vâng, rất là kênh bong nha. Đều đục tay 100% và chất liệu là gỗ gụ của nước Lào. Chúng tôi bắt đầu giới thiệu đến chiếc cánh của chè đây. Chiếc cánh này chúng tôi pha dày 7 phân, được đục nổi theo lối 3D, cũng rất là kênh bong và moi móc. Thì bên cạnh những chiếc tủ chè đục nổi kênh bong này thì chúng tôi còn những chiếc tủ chè là khảm mốc đỏ Singapore. Thì quý vị nào muốn sở hữu cánh cong khảm thì chúng tôi cũng vẫn còn. Đây là mẫu sản phẩm cánh đục nổi, và bệ là chúng tôi đục bát tiên quần thú. Mai chúng tôi sẽ review chiếc tủ chè này rất kỹ cho các quý vị xem, từ phần chân, phần bệ và phần cánh. Thì quý vị có thể phân biệt được hàng kỹ và hàng chợ trên thị trường là nó như thế nào. Đây, chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc bệ đây, tôi sẽ quay rất kỹ. Chiếc bệ này là được chúng tôi đục bát tiên quần thú. Ở phần giữa là chúng tôi đục rồng đây, nhìn rất là có hồn. Cũng xen kẽ là bốn mùa tùng cúc trúc mai. Toàn bộ tủ chè này chúng tôi làm bệ cong, yếm cong. Quý vị nào muốn sở hữu thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi còn rất nhiều mẫu mã tủ chè cũng mẫu mã như này, kích thước ngắn hơn, có thể là 1m76 hoặc 1m8, 1m85 hoặc 1m9. Toàn bộ phần ván hậu sau là chúng tôi làm dày 2 phân và ván hậu chúng tôi làm dày 3 phân, và lèo đây là chúng tôi làm dày 10 phân. Đây là mẫu mới 100%, chúng tôi vừa mới ra mẫu. Khi mà chúng tôi vừa mới ra mẫu thì các cơ sở đồ gỗ khác mà xem được thì có thể là nhái mẫu của chúng tôi, tức là làm hàng nhái trên thị trường, thì là giá thành nó sẽ hạ hơn, nhưng nếu đi vào đường nét chi tiết thì sẽ không được đẹp bằng. Quý vị hãy bỏ ra 5 đến 10 phút để xem hết video. Quý vị nào có về được cơ sở thì hãy đến trực tiếp cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xem hàng trực tiếp. Vì để mộc ở bên ngoài thì xem nó còn đẹp hơn nhiều. Toàn bộ là được đục tay 100%. Cũng mẫu mã như này, chúng tôi còn có những chiếc tủ chè là cánh cong như khảm ốc. Quý vị nào muốn sở hữu chiếc tủ chè này thì liên hệ ngay. Có thể đặt xuân canh tí 2020 thì quý vị lấy. Còn bây giờ là sắp Tết rồi thì chúng tôi không thể hoàn thiện kịp. Đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa chiếc tủ chè đây.
chiếc tủ chè cánh cong, bẹ đục bát tiên quần thú, lèo lục tam quốc, cánh dài 7 phân. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Chúng tôi sẽ ra nhiều mẫu mã để quý vị có thể theo dõi. Rất là đẹp, rất là dày.